Đây nè cả nhà ơi, đây là cái cây mà Thảo trồng được 4 tháng nè, cà chua thân gỗ đó. Rất là khỏe luôn nè, cái thân của nó nè, to ghê chưa, cả nhà mình nhìn xem. Đó. Và cái cây này á, theo mình được biết á, là một năm là nó cho trái cho mình nha cả nhà. Đó, năm nào nó cũng cho trái cho mình hết, năm đầu tiên là đã cho trái rồi. Và cái tuổi thọ của nó Thảo rất là thích là 10 năm, mình không có cần phải trồng mỗi năm giống như cà chua thường. Cái nhà mình nhìn xem rất là cứng cáp ha. Vừa rồi Thảo ngắt cái ngọn của nó đó để cho nó chìa nhánh ra đó. Chứ không là bây giờ nó phải, chắc Thảo nghĩ chắc cũng phải 6 feet rồi. Bây giờ Thảo ngắt cái ngọn thì những cái mầm này nó mới lên. Thì cây này bây giờ khoảng 5 feet thôi. 4 tháng mà nó cao tới 5 feet rồi đó cả nhà. Còn đây là những cây cà chua thân gỗ nè cả nhà. Đó, mà Thảo share lại cho bà con nào mà thích khám phá và tìm hiểu những cây độc lạ nha. Đây là một trong những cái giống cà chua thân gỗ gọi là giống độc lạ ở nước Mỹ mình đó cả nhà ơi. Ai thích trồng thì rinh một em về trồng nha cả nhà. Một cây này Thảo chỉ bán 30 đồng. Đó cả nhà mình nhìn xem. Lá rất là to và khỏe nè. Đó, Thảo bỏ cái bàn tay mình vào cho cả nhà mình xem cái lá nó to cỡ nào. Cây khỏe lắm cả nhà. Thì hiện tại bây giờ trong vườn Thảo có 6 cây. Anh chị em nào thích thì cứ comment hoặc là nhắn tin hoặc là gọi vào số phone của Thảo 510-774-1117 để Thảo ship cái cây này cho cả nhà mình trồng trong vườn. Nó vừa đẹp trong vườn mình và cái giá trị dinh dưỡng trong cái trái này cũng rất là cao. Cao hơn cả cái dinh dưỡng trong cái trái cà chua thường nha cả nhà. Khi mọi người nghe cái chữ cà chua thì chắc hẳn ai cũng mường tượng đến cái trái cà chua của mình ha. Nhưng không cả nhà ơi, cái trái cà chua thân gỗ này nó hoàn toàn khác với cái trái cà chua thường của mình. Bởi vì là khi mà mình thu hoạch xong, mình có thể để trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 tới 4 tháng nó mới hư cả nhà nha. Nó không như cà chua thường là mình chỉ vài ngày là mình phải ăn ngay. Bởi vì cái vỏ của trái cà chua thân gỗ này nó cứng, nó không có mềm èo giống như vỏ của cái trái cà chua thường. Cho nên khi chúng ta thu hoạch xong, chúng ta có thể lưu trữ được lâu ha, một cái thời gian rất là dài là 3-4 tháng sau nó mới hư lận. Đó, mình cứ để như vậy mình ăn dần thôi. Và Thảo rất là thích ở một cái điều là cái cây cà chua thân gỗ này, cái tàn của nó ra cho mình đẹp và nó cho mình những cái trái lủng lẳng nhìn cưng lắm cả nhà ơi. Đó, thì Thảo có một ít cây giống đây, Thảo chia sẻ với mọi người, ai thích thì mình trồng một hai cây trong vườn ha, cho nó đẹp mà ăn nó ngon nữa. Thảo có thể ship cây này cho bà con ở tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ nha cả nhà. Một cây này Thảo bán là 30 đô và cộng tiền shipping. Ai cần thì cứ liên lạc với Thảo. Thank you mọi người. Bye bye.